chào toàn thể các bác nhé. Các bác đang xem video bên em cho xin một like và đăng ký kênh các bác nhé. Vâng ạ, và trước mắt các bác đây là một bộ nghe nhạc hát karaoke cực kỳ đỉnh cao của bác khách đến từ Thường Tín, Hà Tây các bác, Hà Nội nhé. Đấy, bác có đặt bên em một bộ ca nhạc hát karaoke với trị giá là 29.500.000 nhé, cực kỳ là đỉnh cao luôn, toàn đồ nhạc xịn sò các nhé. Vâng ạ, em mời các bác là cùng em theo video xem bộ karaoke này gồm những thiết bị gì các bác nhé. Đầu tiên các bạn, đầu tiên là một em đẩy 4 kênh mang thương hiệu là JGM các bác nhé, mã em là 4850 ạ. Em này là ra 1200W kênh, rất chi là kinh khủng luôn các bạn. Tiếp theo là một em quản lý nguồn lệch các bạn, mã em là PL2825. Đấy, em này là giúp quản lý tất cả cái cấu hình của các bác, chống cháy chập rất chi là tốt các bác nhé. Tiếp theo là một em nâng tiếng MBB các bạn, em này có mã là MP100. Em này có đầy đủ tất cả cổng ăn chơi các bác nhé, Bluetooth, cổng quang, USB có hết các bác nhé. Tiếp theo là vang cơ lai số JBL, em này là S600 Plus các bác nhé, hát karaoke thì không phải bàn nữa rồi. Tiếp theo là em mic không dây HL Audio, hàng nhập Trung Quốc xịn sò các bác nhé, mã của em là K28 Plus, hàng này là em mới về mẫu 2023 các bác nhé, hát rất nghĩa tiếng bay tiếng bốn dầu, hát rất chi là hay các bác. Đấy, tiếp theo là một em súp hơi bát 40 các bác nhé, bằng hiệu JBL các bác nhé, chạy quân 100 từ 220 ạ. Vâng ạ, tiếp theo nữa là một đôi loa JBL XS12 các bác nhé, hàng nhập xịn sò của Mỹ các bác nhé. Đấy, rất chi là đình đám luôn. Đấy, thương hiệu JBL này cứ cho nhạc mạnh nên là nó sáng theo đội nhạc các bác nhé, rất chi là sang trọng các bác. Đấy, và em là xin phép là lên tiếp một chút nhạc nữa cho các bác, thật thẩm âm của bộ dàn này các bác nhé. Vừa đôi loa xịn sò chung ở Mỹ luôn các bác nhá, xịn sò Mỹ luôn, JBL đấy, nó xem với thương hiệu JBL sáng nhấp nháy cho điệu nhạc rất chi là đẳng cấp luôn các bạn. Đấy, bác nào quan tâm đến bộ karaoke nghe nhạc thì trước mắt qua đây thì liên hệ em quân sớm các nhá. Vâng ạ, em xin phép là kết thúc video tại đây ạ, hẹn gặp lại các bác những video sau ạ.